các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn về một khu vực resort vô cùng sinh thái và nổi tiếng ngay trên vùng biển Sầm Sơn, đó chính là SLC Luxury. Khu vực resort nằm trên một quả đồi cho chúng ta ngắm được toàn cảnh vùng biển Sầm Sơn vô cùng đẹp, và nơi đây thì vô cùng rộng lớn. Chúng ta tha hồ tung tăng và hưởng thụ bầu không khí trong lành từ mùi hương biển đến rất nhiều những loài cây của vùng nhiệt đới, cho các bạn thỏa sức ngắm nhìn và check in. Trước khu vườn đại sảnh sẽ là những khu vườn hoa xinh đẹp trải dài. Ồ, thật là tuyệt vời các bạn ạ. Mình cứ thỏa sức tung tăng. Và những bạn mê check-in thì ở ngay những khu vực này sẽ có rất là nhiều những view đẹp cho các bạn thỏa sức sáng tạo. Và còn rất nhiều những con đường hoa bao quanh khách sạn và cả những đường cỏ hoa dẫn thẳng vào các lầu. Toàn bộ resort được bao bọc bằng những đường ban công rộng lớn trải dài, bao quanh cho chúng ta một tầm nhìn 360 độ cả khu vực. Rất là thích luôn đó các bạn. Đó là điểm đặc biệt mà mình muốn giới thiệu với các bạn về FLC Luxury Sầm Sơn. Và bên trong mỗi phòng thì diện tích cũng vô cùng lớn, với những tấm kính lớn cho chúng ta tầm nhìn trải dài theo đường bãi biển. Quá tuyệt vời. Và đây, đây chính là khu vực hành lang với một tấm kính trong suốt cho chúng ta có thể ngồi đây và ngắm ra cả một khu vực hồ bơi rộng lớn. Và đây chính là hồ bơi biển mặn lớn nhất Việt Nam. Còn gì bằng khi mỗi buổi sáng bình minh hay những buổi hoàng hôn, chúng ta thưởng thức bên một ly coffee hay một ly rượu vang và ngắm ra toàn cảnh vùng biển nơi đây. Yeah! Một bãi biển rất là rộng lớn ha, với những cơn sóng thì nó vừa vừa thôi các bạn. Đâm ra kể cả những bạn mà không biết bơi thì vẫn ở đây tha hồ mà lội nước tung tăng. Mình hiếm thấy có những bãi biển nào trải dài và rộng thẳng tắp lên chân trời như vậy. Với những bạn nào mà mê những bộ môn thể thao trên nước thì đây thực sự là một bãi biển xứng đáng. Và nơi đây, ngoài bãi biển vô cùng nổi tiếng thì còn có một điểm rất đặc biệt, đó chính là hồ bơi nước mặn dài nhất Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nhé. Điều đầu tiên thì mình thấy ngoài hồ bơi thì rất là rộng lớn, mà ở đây còn làm ra những hình ảnh tuyệt cảnh rất là nghệ thuật và đẹp cho chúng ta vừa bơi, vừa thưởng thức, vừa chill cùng không gian. Chúng ta có thể thưởng thức một ly cocktail nằm thư giãn ngay cười ba ở giữa hồ bơi. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu bơi để xem cảm giác giữa bơi hồ bơi nước ngọt và nước mặn sẽ khác biệt như thế nào. Ôi, hồ bơi thật là đẹp, toàn bộ được ốp đá hết. Và nơi đây còn có những chiều cảnh trồng cây rất là đẹp, cho chúng ta cảm giác như đang được bơi xung quanh các vườn cây. Và cảm giác là khi chúng ta bơi nước mặn thì người luôn luôn thật nổi, thật là nhẹ nhàng. Và hồ bơi có những hình uốn khúc tha hồ cho chúng ta như đang bơi trong những hang động đá vậy đó. Cảm giác nó lạ lắm các bạn ạ. Và sau một ngày vui chơi thỏa thích thì bây giờ mình muốn giới thiệu với các bạn về khung cảnh yên bình của biển Sầm Sơn. Hôm nay thì mình sẽ chọn ăn tối ngay trên phòng. Mình có thể vừa ăn, vừa thưởng thức, vừa ngắm các không gian. Và mùi hương biển, mùi hương cây, ôi, nó hấp dẫn toàn bộ nguồn năng lượng chúng ta lên. Đây thật sự là một kỳ nghỉ giúp sức khỏe của chúng ta tăng lên rất nhiều các bạn ạ. Sau khi ăn tối xong, mình lại đi thả bộ để ngắm khung cảnh buổi tối nơi đây. Mình thích được trải nghiệm những mùi hương biển, những làn gió mát. Nhưng mà khung cảnh ở nơi đây nó vừa thơ mộng, vừa ma mị. Nó mang một âm hưởng lạ lắm các bạn ạ. Và điều đặc biệt mình khám phá ra khi dạo biển đêm nơi đây, đó chính là luồng khí hậu thay đổi và những sức gió đã tạo ra những cái đám mây sương từ hơi nước biển lên đó các bạn. Trời ơi, nó cứ bay chập chờn bao quanh khu resort, nhìn thích lắm. Các bạn có thể không cần xuống dưới, ngay từ các đường ban công của các phòng, các bạn cũng có thể nhìn thấy những đám mây bay ngang qua. Rất là đẹp, rất là lạ. Thế là mình đã giới thiệu được với các bạn về resort FLC Sầm Sơn. Mình hy vọng khi các bạn có dịp ghé thăm vùng biển này thì đừng quên trải nghiệm những điều tuyệt vời tại nơi đây. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip. Các bạn luôn là nguồn động viên quý báu cho kênh Khả Ái. Mình luôn yêu quý các bạn. I love everyone.